Hôm nay mình đến thăm cây ở tại Hồ Đông Bộ này. Đây là ở chỗ quận 8, ở trong nhà. Mình trồng cái chỗ này thì ánh sáng nó chỉ tán vào thôi, không có nhiều. Nên mình ra là mình cũng sợ có nhiều cây không phát triển. Thì mình trồng thì mình thấy cuối cùng là bây giờ là 10 cây thì có 1 cây bị thấy có lẽ không được tốt hơn, còn như mình thấy ổn hết. Bây giờ mình sẽ coi từng cây nha. Những cây lá cỏ này là ổn nè. Bắt đầu bữa mình cho miếng phân vô tăng chậm vô là thấy đây lá này nó khác luôn, là bữa nó yếu lắm. Hồ điệp là ra lá rồi nè, mình bó cái cục dớn vô hồ điệp nay ra lá. Cây này ok, cây trầu bà này quá ok luôn. Cây lá gấm này lại càng tốt. Cây lá gấm này nó hơi lụi, không biết để coi sao, nhưng mà cây này nó cũng chịu tối đó. Có cây này mình thấy là không được ổn lắm. Cây cúc áo này ok nè. Lá gấm này quá ok luôn nè. Cây này ok luôn nè. Cây trầu bà lá lỗ. Lá lỗ cũng ok, lá gỗ ok. Lá gấm này mình thấy ok. Quá là tuyệt vời. Mấy cây hoàng cung. Giống như cây lăng ý á. Mấy cây này thấy cũng lên nè. Cây đại phát cũng ok nè, cây đinh lăng cũng ok nè. Cái hồ này mình có một cái đặc biệt là hồi lúc trước là phải chăm nước 2-3 ngày chăm lần, phải chăm đúng mực. Thì từ ngày mình lắp cái phao này vô thì auto mình tiệt hết luôn các bạn. Toàn bộ hệ thống này là tưới tự động hết nha. Đây ống nước nè, tới giờ là tự nó đâm vô đây nhỏ giọt nè, thấy không, nhỏ giọt vô nè. À cái cây này không chịu rồi, cái cây này bị suy rồi nè. Cây này lá đen mà nó không chịu. Bây giờ có một cây thấy không chịu rồi đó. Toàn bộ cái này thì có nhỏ giọt hết. Tới giờ là tự nó nhỏ đây nè. Toàn bộ cái chậu này có hết. Đỡ. Đi đâu mấy ngày trời cũng không sao. Còn mấy cây này thì cái nước nó tán ra rồi nó đủ sống rồi. Bên đây thì cây này để mình coi làm sao, thấy nó cũng vàng một hai lá chưng rồi đó, nhưng mà thấy cũng xanh tốt. Cây nguyệt quế để bên ngoài này thì ok nè, nhưng mà mình nghĩ chắc cũng không đủ nắng đâu, nhưng mà thấy lá ga lá non cũng mạnh ghê. Ở đây thì nó có những ánh đèn thì nói chung là nó cũng hòa hợp được đó, có điều nó không mạnh thôi. Về cơ bản 90% là mình thấy ổn. Tại những cây này mình cũng mới thử nghiệm trồng tối thôi các bạn. Tuy lý thuyết là nó chịu nhưng mà thôi thì phải kiểm tra qua thời gian ha. Đây là mình review để các bạn có thể xem cây trồng trong nhà nha các bạn ha. Cảm ơn các bạn đã xem video ạ.